đơn vị Quấn Bông là đơn vị với bài múa Cô Bé Đông Quương như ta chuẩn bị. Người cao tuổi Quán Đông bằng anh Huy Thả Xây đã chúc mừng cho một bông hoa bằng 200.000 đồng. Xin được trân trọng cảm ơn anh Huy và xin được chúc mừng tiết mục của người cao tuổi Quán Đông. Tiếp theo 200.000 đồng đến từ ông Quang chồng bà Tăng. Xin được cảm ơn ông Quang. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
biểu khách quý cùng toàn thể bà con nhân dân. Một ly một like bằng những bông hoa đồng tiền, túi to túi nhỏ lên ủng hộ tiết mục văn nghệ của các đơn vị về tham dự công diễn trong buổi sáng ngày hôm nay. Trên sân khấu lúc này đang là tiết mục của đơn vị Quán Bông với bài múa Trèo Lăm Suối Lân. Xin được cảm ơn các vị đại biểu đã chúc mừng cho những tiết mục của các đơn vị bằng những bông hoa đồng tiền trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn. Bông hoa đồng tiền tiếp theo 200.000 đồng của anh Nguyễn Văn Sơn, chồng chị Hà, con Giai và Xuyến mở bằng 200.000 đồng. Xin được chúc mừng. Tối hôm qua là có một bài hát là 2.805.000 đồng. Hôm nay không biết là có vượt qua số tiền đấy không ạ? Chúc mừng bông hoa tiếp theo cho câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi của anh Vũ Chi Đông 200.000 đồng. Xin được chúc mừng. Vỗ tay đi quý vị ơi, một cánh tay thật lớn cho quý vị đâu ạ, bằng những bông hoa đồng tiền trong buổi sáng ngày hôm nay lần vượt qua con số 2.805.000 đồng rồi. Chào tay thật lớn cho quý vị đâu ạ. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin được chúc mừng cho tiết mục đầu tiên trong buổi sáng ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, chia tay với câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi thôn Quán Bông.